Thưa quý vị, thưa các bạn, năm 2022, EVN-NPC sẽ phấn đấu khởi công 96 dự án, đóng điện 79 dự án, chuẩn bị đầu tư 129 danh mục. Tất cả các công trình trọng điểm trong năm nay đều phấn đấu triển khai đúng tiến độ, không để chậm trễ, cung ứng điện an toàn, tin cậy, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Trong năm 2022, EVN-NPC sẽ triển khai các dự án trọng điểm, chú trọng vào các mục tiêu như hoàn thành đúng tiến độ các dự án trung hạ áp giao cho các công ty điện lực, thực hiện tốt các giải pháp tối ưu hóa chi phí trong đầu tư xây dựng, triển khai đúng kế hoạch các dự án ODA theo hiệp định vay vốn, hoàn thành nhiệm vụ chuyển đổi số trong lĩnh vực đầu tư xây dựng. Đây là khẳng định và quyết tâm của tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên, người lao động EVN-NPC. Thời gian chúng ta không còn nhiều, không còn dài. Trong khi đó là cái sự cần thiết và khát khao của các công trình điện đóng điện từ 220 đến 110. Tôi đề nghị các đồng chí trong khối đầu tư xây dựng là chúng ta phải đếm ngược thời gian để thực hiện các cái nhiệm vụ chỉ tiêu. Năm nay chúng ta vừa khó khăn trong cái vấn đề lựa chọn nhà thầu do giá cả, rồi lại vừa khó khăn là chúng ta phải chuyển cái tiến độ đóng điện muộn nhất là 15 tháng 12. Để đảm bảo được các chỉ tiêu về tài chính. Và nhiệm vụ quan trọng nữa là họp giao ban chuyên đề tập trung tổ chức ít nhất là một quý một lần về các chỉ tiêu tiến độ khó khăn vướng mắc. Tại tỉnh Thanh Hóa, theo dự báo, nhu cầu sử dụng điện sẽ tăng khoảng 15% một năm trong giai đoạn từ 2021 đến 2025. Với tốc độ tăng trưởng và nhu cầu sử dụng điện như hiện nay, hệ thống lưới điện hiện tại trên địa bàn tỉnh sẽ có những thời điểm quá tải, dẫn đến khó khăn trong việc đáp ứng được yêu cầu đối với các dự án điện đang triển khai đầu tư và nhất là khi đi vào vận hành trên địa bàn. Do vậy, trong những ngày này, tại tỉnh Thanh Hóa, ngành điện miền Bắc đang nỗ lực triển khai và hoàn thành các dự án cấp điện, trong đó phải kể đến việc triển khai 5 dự án lưới điện 110 kV với khoảng hơn 68 km và tổng công suất dự kiến 120 MVA. Tính 9 tháng đầu năm, công ty điện Thanh Hóa đã phối hợp cùng với các ban của Tổng ty Điện lực miền Bắc triển khai thi công đóng điện các dự án trọng điểm trên địa bàn để công tác đầu tư lưới điện trên địa bàn tỉnh đáp ứng được cái nhu cầu phát triển của phụ tải trên địa bàn. Công ty Điện lực Thanh Hóa tiếp tục nhận được sự quan tâm và chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, các sở ban ngành, các cấp chính quyền địa phương trong công tác hỗ trợ, đặc biệt là cái vấn đề giải phóng mặt bằng. Các dự án thì ngay từ khi triển khai dự án cũng đã lập cái kế hoạch cụ thể chi tiết và tiến độ trong quá trình triển khai thực hiện dự án được bám xuyên suốt trong quá trình, và các dự án thì đảm bảo đúng theo cái tiến độ và trong cái kế hoạch. Trong những năm qua, ngành điện đóng vai trò rất lớn và quan trọng trong việc phát triển mạng lưới truyền tải điện, xây dựng kết cấu hạ tầng công nghiệp, giúp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư các dự án mới, thúc đẩy các ngành sản xuất, dịch vụ phát triển, góp phần đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Thanh Hóa. Được biết, khi các dự án này hoàn thành, sẽ đảm bảo cung cấp điện an toàn và ổn định cho khu vực thành phố Thanh Hóa, Sầm Sơn, thị xã Nghi Sơn và các huyện Hoàng Hóa, Quảng Xương, Yên Định, Vĩnh Lộc và các vùng phụ cận, giúp các doanh nghiệp trong khu vực yên tâm và có phương án đầu tư, mở rộng sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho chính quyền địa phương khi kêu gọi đầu tư, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn thách thức do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, giá nguyên vật liệu tăng cao, ngay từ những tháng đầu năm 2022, tổng công ty đã thực hiện nhiều giải pháp đảm bảo các kế hoạch được thực hiện một cách đồng bộ để cung cấp điện ổn định, an toàn, đáp ứng phát triển kinh tế an sinh xã hội tại 27 tỉnh miền Bắc. Cái công tác đầu tư xây dựng là bằng mọi cách là chúng ta phải hoàn thành được cái kế hoạch mà tập đoàn giao. Những công trình nào trọng điểm nằm trong cái danh mục mà 193 cái quyết định của tập đoàn chúng ta, và phục vụ cho cái phần mà vận hành đấy, cấp bách chúng ta phải tập trung ưu tiên. Những cái dự án nào vướng mắc thì các đồng chí phải báo cáo kịp thời lãnh đạo tổng công ty đấy, phối hợp cùng với lãnh đạo địa phương của các công ty lực. Đây là một cái nhiệm vụ trọng tâm trong cái 36 tháng cuối năm. Tôi đề nghị các đồng chí là chúng ta phải tập trung chỉ đạo về công tác đầu tư xây dựng các dự án như thế này. Xác định khó khăn là rất nhiều, áp lực về tiến độ là rất lớn. Nhưng với quyết tâm cao, EVN-NPC vẫn đang ngày đêm có mặt trên các công trình trọng điểm để đưa các dự án cấp điện của năm 2022 cán đích đúng tiến độ, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.